quay dẫn sướng ở Sài Gòn hả chú? Dưới đây là mưa gió là ngập, đóng nó thoát nước không kịp. Ở quê giờ nông thôn mới giờ ngon thấy mồm. Thôi giờ dài vô trong đó là nó sẽ sâu hơn ở phía ngoài nữa. Tắt ở đoạn nào vậy anh? Tắt ở đoạn nào? Bường lên. Bường tới khúc này đã lên khúc trong không biết sao. Ngã xe hay gì mà ướt hàng hết hả? Có, để đằng sau gõ. Để đằng sau nè. Xong ướt. Trời chắc nước vô quá. Dạ, mến chào buổi tối cô chú anh chị và các bạn. Hiện tại em đang có mặt tại đường Phạm Hữu Lầu thuộc quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Và ngay lúc này là 6 giờ 30 ngày 19 tháng 10. Trước màn hình cô chú anh chị và các bạn thì cả con đường đã chìm trong biển nước. Và phía xa xa thì em cũng đã thấy xe của bà con mình bị tắt máy. Em đang đứng ở đây thì mình cảm giác là chưa có ngập sâu lắm. Và có lẽ là mình đi dài vào phía bên trong thì nước sẽ ngập sâu hơn cái chỗ này. Trong đó sâu không anh? Sâu lắm hả? Cho anh nên nói là phía trong đó còn sâu hơn ở đây rất là nhiều luôn. Và một chiếc xe hơi đã nghe được cái thông tin thì đã quay đầu. Và em mời cô chú anh chị và các bạn cùng với em chạy vào phía bên trong chút xíu xem cái con đường này nó ngập như thế nào. Ngay cái đoạn đường này thì có cảm giác là xe của em đã ngập nửa bánh xe rồi. Và em sẽ chạy vô trong chút xíu, nếu mà nó ngập sâu quá có lẽ là em phải tấp lên lề. Rồi ở đây là như cái biển luôn rồi. Nửa bánh xe luôn. Vô trong đây là rất là sâu rồi đó. Cái đoạn đường Phạm Hữu Lầu thì ngày hôm nay nữa là 3 ngày đường xá nó như thế này rồi. Thôi cô chú anh chị thấy ở Sài Gòn mà khủng khiếp ghê thiệt. Ở phía sau lưng những cái căn nhà này là cái bờ sông, cho nên là chiều cường hiện tại ở Sài Gòn là nó đạt đỉnh điểm cấp độ 3. Lượng nước rất là nhiều luôn. Và khi mà xe máy lưu thông á, nếu mà không có xe hơi mà chạy qua thì không sao. Nếu có xe hơi chạy qua thì nó sẽ có thể là ngã xe. Hai cô chú anh chị thấy xe hơi mà chạy là cái sóng nó đánh dữ dội luôn. Con đường này nó không khác là một cái bãi biển ở Sài Gòn. Chìm trong biển nước luôn. Em thấy có một chiếc xe bán tải đang chạy ngang nhưng mà cũng chạy rất là chậm. Bởi vì nếu mà chạy nhanh thì
sẽ rất là ảnh hưởng cho xe máy. Trời ơi, nước chắc nước nó vô bù ri rồi quá. Sao sao anh, sao nó không đẩy ra chứ, đẩy vô trong mà nó ngập sầu hơn á. Và em đang đi ở trên lề đường thôi mà nước nó cũng gần tới đầu gối rồi. Đây Sài Gòn nghe cô chú anh chị. Sài Gòn quận 7. Bên đường là hai chiếc xe máy đã bị tắt máy. Trong sâu lắm á anh. Sâu ở đây hả? Bữa nay nữa là 3 ngày hả anh? Ở đây á, ngập 3 ngày. Quá dữ rồi. Đó, cái biển Sài Gòn. Xe mà chạy qua chạy lại là sóng nó đánh dạt vào. Quá à, như cái biển luôn rồi. Chị gái đã cố bườn lên. Bờ tới khúc này đã lên khúc trong không biết sao. Này là chắc là cái ổ gà quá. Đó, cái ổ gà này cảnh báo cho bà con mình đi qua đi lại. Cái đường mà nước ngập như thế này sập cái ổ gà một cái là xỉu luôn. Ôi ôi, chiếc xe buýt chạy ngang còn nó vỗ vô cái cánh cửa nhà ở đây gập rầm luôn rồi nè. Quá sâu rồi. Chứ... Rồi bờ luôn, đừng tắt. Xe mà tắt rồi là khó bờ dữ lắm. Nguyên một cái con đường nó ngập như thế này luôn. Xe máy mà mình chạy là phải bường luôn, chứ nếu mà mình giảm ga là sẽ tắt máy. Trời ơi, cái bọc hàng. Em vớt được cái bọc hàng của anh shipper nào rồi nè. Rồi. Tắt rồi, đoạn nào vậy anh? Tắt ở đoạn nào? Tắt ở trên đấy nè. À. Ôi giời ơi, ngập
quá trời rồi cậu. Nhà anh gần đây không? Nếu mà chỉ đồng này chỉ cái sạch á. Rồi bây giờ anh đẩy vô trong đó nó còn ngập sâu hơn ngoài đây nữa đó. Em nghĩ anh phải đẩy ra để kiếm cái chỗ sửa xe rồi, chứ đẩy vô nữa là xỉu luôn. Cả Đồng Nai lận. Cái này không biết là của cái anh giao hàng nào bị rớt nữa đây. Để em đi, em sẽ cầm cái này đi tới đi lui để xem coi cái anh giao hàng anh có quay lại đây anh tìm không. May quá. Em nghĩ anh vòng ra đi, anh chạy vô nữa là nó ngập sâu hơn đây á. Đợi chút xíu nó rút rồi mình chạy vô. Em vớt được một cái phần hàng này ở trên đường đây và em sẽ quay lại đó. Nếu mà anh giao hàng có xem được cái clip này thì liên hệ với em để lấy lại, chứ không thôi mắc cái này là không biết là như thế nào luôn. Ôi đây đây, thấy có một cái anh giao hàng ở đây, không biết phải của ảnh không. Ủa anh giao gì anh? Có mắc hàng gì không? Có bị mắc hàng gì không? Không mắc mà ướt hàng rồi. Ướt hàng hả? Tại mới lụm này nè. Có phải của anh không? Không, cái này của FPS. Mấy cái anh mà giao hàng mà mặc áo màu cam mà cái gỗ màu cam á. Áo màu cam hả? Giao hàng Shopee á. Cái này làm sao để mình tìm được cái anh đó ta? Chứ mắc cái này anh đền xỉu luôn á. Thấy đơn hàng 1,000,000 lận. 144,5. Phải không? 1,000,000 hay là 100,000? 100,000 hả? 100,000 hả? Không sao. Nãy nhìn lầm là 1,000,000. Chưa nhìn được hả? Nó trôi đẳng em lụm á. Trôi đẳng hả? Có ai quen không, coi có anh nào giao hàng bị rớt không? Rớt rồi kêu ổng lại đây, ổng lấy lại. Cái này không biết cái gì nữa. Anh không có chạy vô trong đó được đâu. Trong đó nó sâu lắm á. Thôi dài vô trong đó là nó sẽ sâu hơn phía ngoài nữa. Nãy bị ngã xe hay gì mà ướt hàng hết hả? Có, để đằng sau gõ. Để đằng sau nè. Xong ướt hết luôn. Ướt có một cục rồi. Bừng luôn hả? Alo. Công ty bên gì đâu, xã Bình Hưng Bình Chánh luôn hả? Có hàng đây luôn, cái quần jean ở đây nè. Tại vì cái này cũng xuất bên của FPS giao nè. Xe hơi chạy ngang à, như cái biển luôn. Sóng nó đánh vô trong bờ. Không,
đâu này chứ không phải bên vận chuyển bên Phú Mỹ mình lấy rồi. Tại hỏi hỏi. Như cái anh giao hàng thì anh nói là cái phần shipper này không phải là trong bộ phận giao hàng ở khu vực ở đây, và cũng có thể là bà con mình đó nhận hàng xong rồi, nói chung là nhận hàng ở đâu đó rồi đi trên tuyến đường này rồi bị rớt. Và cái này nãy em nhìn lộn, cái này nó chỉ có 100 mấy chục ngàn thôi. Bự luôn hả? Ngay lúc này thì nước nó đã rất là cao và bà con mình lưu thông ở trên tuyến đường này thì rất là nhiều xe bị tắt máy luôn. Phía bên đường thì em thấy cũng có một chị đang đẩy bộ nè, và ở đây cũng có một cô cũng đang đẩy bộ nữa. Trời, chắc nước vô quá. Em đẩy lên trên đó, khô chừng nó nổ. Được không? Rồi, lên. Ôi. Xe hơi nó chạy ngang là sóng dữ dội luôn. Và đây là con đường Phạm Hữu Lầu thuộc quận 7 thành phố Hồ Chí Minh. Và bây giờ em sẽ tiếp tục cập nhật trên cái tuyến đường khác tại quận 7, bởi vì trong ngày hôm nay cũng như là đỉnh điểm chiều cường đạt cấp độ 3 thì rất là nhiều nơi chìm trong biển nước. Tính ra ở quê vẫn sướng ở Sài Gòn hả chú? Dạ, dạ. Đây là mưa gió lên ngập, đóng nó thoát nước không kịp. Ở quê giờ nông thôn mới giờ ngon thấy mồm. Dạ. Trong mấy bờ dừa, mấy đường đan mà em mà đi vô mấy bờ dừa đó à, đấy ngã ba ngã tư em không biết đường ra. À, chú ở quê chú ở đâu lận? Ở góc ở Bến Tre, ở thị trấn Mũi Cà Nam rồi. Ở Bến Tre con nghe nói là mấy hôm nay cũng ngập lên láng hết trơn nha. Không, ngập là ngập tùy theo cái vùng ở cái xã, cái vùng đất thấp đó, nó bị ngập. Dạ. Chứ hiện tại ở thị trấn Mũi Cà Nam á, là ống nghiệm Mũi Cà Nam đâu có lo gì ngập. Con nghe nói là cái tình trạng ngập ở trên đường này là bữa nay là ngày thứ 3 hả chú? Ờ đúng rồi. Thì nó lên từ nước lên từ 14, rầm 16 gì nữa. Dạ. Và thậm chí nước giờ không phải theo em mười mấy đâu, thậm chí lên 18, 19, 20 đi, chừng thủy triều lên rồi. Dạ. Chứ không phải như hồi xưa nữa. Như chú là chú làm ở đây nên chú gành ha. Ờ đúng rồi. Rồi cứ nước ngập về là đứng đợi hả? Dạ đúng rồi. Đợi cỡ bao lâu chú? Dạ, cái này nếu mà cái này nó cống nó không có cầm xong, nó thoát lâu lắm. Dạ, có thể là 40 phút cả tiếng đồng hồ, nó chạy dám chạy. Nó mới rút ha. Dạ. Em thấy xe tay ga chạy còn bị tắt máy mà. Con thấy là phía trong nó sâu hơn ở đây nha. Ờ đúng rồi, hướng ngoài đó sâu đó. Sâu hơn. Chú thì chỉ về hướng trong đó hả? Đúng rồi, chạy về hướng Nguyễn Linh á, chạy quốc lộ 1A về hướng Nguyễn Linh và quốc lộ 1A chạy về. Dạ. Cho nên là đậu ở đây đại luôn. Đậu rồi. Đó, theo như chú nói là mặc dù là ở Sài Thành nhưng mà cuộc sống mà như thế này thì nó còn thua với quê mình nữa ha. Đúng rồi, thấy bình lắm rồi, đường xá ngon lành lắm. Ở đây vừa kẹt xe mà vừa tới lúc mà chiều cường về quải ha. Đúng rồi, quải. Dạ. Mới quê thì em biết sao, tiền lương thì nó làm thợ hồ thì ngày 350 là hết, còn lên đây làm có thể là 550-600. Dạ. Tại vì giá như anh làm công ở đây mà làm mà chủ nhật làm nó thì anh sẽ ở luôn, còn nếu mà chủ nhật không có làm buồn phải chạy về ăn ngủ nghỉ cho nó khỏe rồi mai chạy lên. Dạ. Đó, giống như chú bây giờ đứng này đợi nước rút là mới đi về. Rồi con cảm ơn chú nha. Rồi, cảm ơn. Dạ, dạ.
giờ này là cũng 7:30 tối. Nước thì em thấy nó cũng rút từ từ rồi. Và xe của người dân mà chạy đến cái vùng sâu thì nó cũng bị tắt máy. Và bây giờ em sẽ lội trên cái con sông đường Phạm Hữu Lầu cùng với bà con để xem coi phía sau trong kia nó sâu như thế nào. Trước là em thấy chiếc xe của cô nó có dấu hiệu nó bị tắt máy. Xe buýt chạy ngang rồi. Xe này của chị bị tắt máy rồi. Khi em có mặt ở đây thì rất là nhiều xe của người dân khi mà lưu thông trên cái tuyến đường này bị tắt máy. Ồ, rất là nguy hiểm luôn. Chỗ này là hơi sâu rồi nè. Vị trí em đang đứng ở đây là ngay đường Phạm Hữu Lầu và đường Nguyễn Lương Bằng. Ngay cái khúc ngã tư này thì cũng ngập rất là nặng. Xe của anh chị công nhân khi mà tăng trạm đi về thì có lẽ là bị ngập cái phía bên trong đây rồi. Đây là ngay góc ngã tư Phạm Hữu Lầu với Nguyễn Lương Bằng và nó đã ngập sâu dài trong tích trong kia luôn. Trong ngày hôm nay thì bà con mình khi mà đi trên cái tuyến đường này thì rất là nhiều xe bị tắt máy, rất là nhiều luôn. Ngày ngã tư mà cũng đã chìm trong biển nước khi mà lưu thông qua đây. Giờ này thì chiều cường cũng bắt đầu đã rút rồi, nhưng mà cái khu vực ở đây do là ngập sâu quá cho nên là ở đây vẫn chưa có dấu hiệu cái lượng nước nó giảm. Thank you.
ngay lúc này là 8 giờ tối. Em đang đứng tại góc ngã tư đường Phú Thuận và đường Quỳnh Tấn Phát. Và khu vực ở đây cũng ngập rất là sâu ngay cái ngã tư. Xe máy mà bường vô đây thấy cũng vấn ớn. Một biển nước luôn à, dài vô trong đó, dài trong cái hướng trong đó là khu đô thị Phú Mỹ Hưng. Và ngay cái tuyến đường Phạm Hữu Lầu thì em thấy là cái mực nước chiều cường nó cũng đã rút rồi. Chỉ còn cái đoạn đường ngay ngã tư Phú Thuận với Quỳnh Tấn Phát thì cái lượng nước vẫn còn nhiều. Bà con mình khi lưu thông vô trong đây thì cũng gặp rất là nhiều khó khăn, bởi vì cái khúc này nó sâu. Đây cũng là những hình ảnh em ghi nhận trong buổi tối ngày hôm nay, ngày 19 tháng 10. Và em cũng xin khép lại video ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn vào những video tiếp theo.